Chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Nêu 10 TV. Trước khi để vô trong cái chủ đề video ngày hôm nay, Nêu mời xin được phép sổ nho. Nó lâu không sổ nho, hôm nay sổ nho chú vị nghe. Hôm nay không phải là nho miếng hay là nho 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 sắc lát mà hôm nay nó sẽ là nho chùm. Thì thưa quý vị là bài thơ nho chùm này Nêu mời xin tặng cho những anh, những chú và những bác. Bài thơ cụ thể như sau. Bài thơ thơ thẩn thẩn thơ Ngồi gần con gái không rờ thì ngu Thà rằng cắt tóc đi tu Ngồi gần con gái ngu sao không rờ Một câu chuyện mà xoay quanh ba nhân vật chính thôi quý vị chứ không có nhiều phải không Cái người nữ chính trong câu chuyện mà hôm nay nêu mời kể sẽ là cái cô này tên Nguyệt Cái chị Nguyệt này năm nay là 38 tuổi Mặc dù tên Nguyệt nhưng mà chỉ không phải là hằng Nga tỷ tỷ Mà chỉ là một con nai vàng ngơ ngác mà dẫm nát bác thợ săn và sau đó là hai nhân vật chính mà nêu mười nói tới đây là hai người đàn ông trong câu chuyện này một người thì tên là ân 35 tuổi là con dê nhỏ à, quý vị không con dê nhỏ tôi là dê nhỏ à nha tôi hay còn gọi là tôi là dê non thấy không tôi là dê non và bây giờ anh ân dê non này anh gặp một cái ông chú này có thể nói là ông chú này là dê cụ và ông này ổng tên là chú thưởng năm nay là 65 tuổi thì bây giờ là con dê nhỏ là anh ân Gọi là dê non Gặp chú thưởng là dê già 65 tuổi là dê cụ phải không Thì bây giờ câu chuyện nó sẽ xoay quanh Một con nai và hai con dê Thì quý vị mình sẽ chọn là bên nào thắng bên nào bại Quý vị mình comment bên dưới video chia sẻ nhau Rần 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 liền cho nơi 10 Ê hề hề liền nhau quý vị nha Thì câu chuyện bắt đầu Cái chị Nguyệt này quý vị Cái hoàn cảnh của chị hồi trước là chị ở bên Việt Nam Ba của chị với má chị hai người chia tay xong thì ba chị lấy cái người phụ nữ sau chị Nguyệt này sống cùng mẹ Thì mẹ của chị Nguyệt á Sau đó cũng lập gia đình lại với một cái người đàn ông mới quý vị Thì do là cái người đàn ông mới khi mà lấy mẹ của chị Nguyệt á Cái ông đó ổng cũng đã có một đời vợ ổng cũng đã có đùm đùm đề đề con riêng ở bên kia quý vị thành ra là chị nguyệt chỉ mới thấy á, là má chỉ lấy cái ông này vô gia đình nó nó nói chung bây giờ con chung con riêng mai mốt tương lai hai người sống là phải có con chung nữa thì nó lòi ra tùm lum hết nào là con chung nào là con riêng ê hệ hề, hề quá rồi nó phức tạp quá thấy không thì chị nguyệt chỉ giận má chỉ giận ở đây là giống như giận giận thôi chứ không phải là bỏ má mình gì mà buồn buồn giận giận hờn hờn chị mới bắt đầu là cuốn gói chứ không theo má chỉ tại vì lúc đó đó má chỉ lấy cái người đàn ông sau người đàn ông đó lại gốc ở ngoài đà nẵng quý vị không thì nếu như mà chỉ á, mà đi theo má chỉ á, là phải đi ra ngoài đà nẵng sống mà chị nguyệt chỉ đâu có chịu mình sống đâu mình quen đó mà quý vị không thành ra là chị không có chịu cái thứ nhất là không chịu là gì phải thay đổi môi trường sống là không có chịu nè cái thứ hai nữa là ra ngoài đó Thí dụ như lỡ mà ra ngoài đó rồi mình mình ra ngoài đó mình ở rồi xong rồi gặp bên phía bên kia toàn lại gia đình của ông kia không. Trong khi họ hàng mình mình không có bà con thân thích họ hàng gì ở ngoài Đà Nẵng hết. Rồi mình ra đó lỡ ai ức hiếp mình hay là mình có chuyện gì mình nương tựa vào ai đó thì á chị nguyệt chỉ rất là khôn quý vị cũng uh, nói chung cũng ma lanh ma lẹ nó nó nói chung là cũng xào trẻ lắm thì chỉ mới quyết định là thôi má đi má đi đi má gì hạnh phúc thì má đi chịu đấm ăn cơm hay là chịu đấm ăn xôi thì tùy má hay không hay, hay là nhiều khi chịu đấm ăn cháo luôn tại vì đấm xong rồi đâu còn găng nào đâu phải ăn cháo luôn á không chừng thì thôi cái đó là cái gì gọi là má má hạnh phúc thì má chịu còn má bất hạnh má cũng chịu luôn đi còn giờ thôi con ở dưới quê con ở cùng gì của con thì bây giờ ở dưới quê á là có một người gì quý vị thì cái người gì này nè cũng thôi chồng luôn quý vị thấy cái gia đình nó phức tạp không cái người gì của chị nguyệt này cũng thôi chồng nhưng mà gì của chị nguyệt thì lại có cái tư tưởng khác với má chị nguyệt là không có lập gia đình bà thôi chồng xong bà ở vậy thôi bà nuôi con thôi thì bây giờ chị nguyệt chỉ mới nói thôi má đi 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 con ở đây con ở với gì thì thành ra là chị nguyệt á tuổi thơ của chị bắt đầu á là từ lúc mà năm 15 16 tuổi là chị gắn bó chị ở với gì của chị Dì của chị nuôi chị ăn học dưới quê ở dưới quê xong rồi nuôi cho chị tới khi mà chị lên sài gòn chị học đại học trên sài gòn là gì chị luôn nuôi luôn nói là nuôi nhưng mà tiền của chị gì gì của chị ấy, là chỉ có là nuôi ở đây là nuôi cái đời sống ví dụ như là à, ủi quần ủi áo cho cháu mình đi học nè à, tập sách vở cho cháu mình đi học nè cơm nước cho cháu mình ăn thôi nhưng mà dĩ nhiên là mỗi tháng á, là má của chị Nguyệt ở ngoài Đà Nẵng á phải chuyển tiền vô đằng phụ với người ta chứ quý vị tại giờ Hồng Công thì cũng phải bỏ của rồi đúng không cho nên cũng chuyển tiền vô má của chị nói đầu ngay có chuyển tiền vô rồi chị Nguyệt á chỉ lên Sài Gòn chỉ học đại học ở trên đây á thì má của chị á cũng chuyển tiền vô tài khoản cho con gái kiểu như chuyển giống như là lâu lâu thỉnh thoảng á bả cho 1 triệu 2 triệu dằn tối vậy đó muốn thích gì ăn gì ăn mua sắm gì mua sắm thì sau đó vậy là bây giờ cái tình cảm mẹ con á nó lạnh như bánh canh thiêu phải không nhưng mà chỉ có điều là chỉ có tiền thì nó còn níu níu được một chút phải không thì chị nguyệt chỉ mới nói là chị cũng buồn buồn má buồn ba lúc đó buồn ba chị lắm nhưng mà tự nhiên tới khúc này cái chị bớt buồn là tại vì vậy nè tự nhiên một ngày đẹp trời á cái ông ba của chị nguyệt nè ổng ở bên Mỹ ổng về ổng tìm lại con và vợ của mình nhưng mà thật ra cốt lỗi á không phải là về tìm vợ là chính mà tìm con là chính nhưng mà may mắn làm sao á là tự nhiên chị Nguyệt chứ không đi theo má chỉ đi ra Đà nẵng chứ nếu mà ra ngoài đó rồi thì làm sao mà ông bà gặp lại được ông ba trời thương sao á ông bà độ sao không đi quý vị thành ra là bây giờ ông ba chị Nguyệt nào ông ở bên Mỹ ông về ông tìm con thì về lại dưới quê xưa phải không may mắn là Nguyệt nó cũng chưa đi nó cũng còn ở dưới quê chẳng qua lên Sài Gòn học thôi thì lúc nãy quý vị ông ba mới nhờ cái người gì của chị Nguyệt là cho cái địa chỉ, trường tên trường với lại chỗ của phòng trọ mà con 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 gái mà nó lên Sài Gòn nó học á ổng lên trên đây ổng truy, ổng tìm. Thì ổng gặp lại con gái ổng nước mắt rưng rưng quý vị. Bây giờ ổng mới giống như muốn bù đắp cho chị Nguyệt á, ổng mới nói là hồi trước á ba chia tay má con là vì lúc đó tuổi trẻ vợ chồng lấy nhau á nó còn bốc đồng, về cưới nhau rồi bắt đầu giận lấy giận hờn cãi vã nhau thì chia tay chia chân nhưng mà bây giờ á con cái không có tội tình gì bây giờ á ba lập gia đình với người vợ thứ hai nhưng mà may mắn á là bên gia đình vợ thứ hai này á là đều á là qua bên mỹ đoàn tụ định cư bên bển nên là ba cũng được đi theo qua bên đó thì thì bây giờ bên đó ba đã có công việc ổn định có thu nhập ba muốn về đây để lo lại cho con thì á chị nguyệt á cũng đồng cảm cái gì tại vì đồng cảm lặng vậy cái tuổi trẻ chị nguyệt bây giờ thì cũng là tầm 10, lúc đó đi học đại học là cũng 18-19 tuổi thì chị cũng nghĩ trong bụng á, là công nhận cái tuổi trẻ nó phải trải qua cái giai đoạn nó bị bốc đồng bởi cho nên hồi xưa người ta lấy vợ lập lập gia đình sớm nữa cho nên thành ra nhiều khi cái độ tuổi nó chưa chín chắn thì cái chuyện mà vợ chồng chia tay cũng có thể gọi là thông cảm miễn miễn sao mà cả cả ba lẫn mẹ có trách nhiệm với cái đứa con không không có bỏ nó luôn là được rồi không thì lúc này chị nguyệt chị cũng tha thứ cho ba chị nhưng mà tình yêu tình yêu ba tình thương ba chị không có nhiều nhưng mà chị chỉ là không hận ba chị thôi không hận thôi nhưng mà không có phải là thương nha thì sau đó là cái ông ba của chị nguyệt nè ổng cứ kiểu như chiến đấu ở việt nam bắt đầu mua xe cho chị nguyệt tại ổng lên sài gòn thăm ổng thấy chị nguyệt chạy xe đạp đi học đi học từ nhà từ nhà trọ đạp xe đạp đi lên trường ổng thấy tội nghiệp đứt ruột quá ổng mua cho chiếc xe gắn máy thì lúc đó chị nguyệt kể ổng mua cho chị chiếc xe mio thì quý vị ở đây quý vị nào mà biết cái thời đó ở bên việt nam có chiếc mio mini nhỏ xíu một chút ác quý vị thì ổng mua cho chị chiếc xe mio Xong rồi á, ổng mua cho chỉ một cái điện thoại Motorola mà nắp gập á Thời đó người ta xài điện thoại nắp gập nhiều lắm Thì mua cho chị Nguyệt một cái điện thoại Motorola nắp gập Để chi mai mốt ổng về Mỹ rồi đó Thỉnh thoảng ba con gọi trao đổi điện thoại nói chuyện qua lại nhau Nhưng mà điện thoại Motorola nắp gập đó nó cũng chỉ là nghe gọi thôi Chứ nó nhắn tin thôi chứ mà nó không có thể nào mà nó như bây giờ điện thoại smartphone hiện đại mà màn hình trà bá lửa mà phay tham mà gọi điện video quý vị. Nhưng mà hồi xưa vậy là cũng gọi là tiên tiến lắm rồi nha thì sau cái chuyến đó là chị chị ổng ổng sắm đền bù đó là cái cái chiếc xe mô và cái điện thoại motorola nắp gập thì sau đó ổng mới nói như vậy con cứ học đi học trong cái khả năng của con học 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 tới đâu thì ba nuôi tới đó còn nếu như mà con có mong muốn cái gì á con cứ nói với ba ba nhắm bà làm được ba làm hết cho con tại vì ba của chị giống như muốn đền bù mà quý gì thì sau đó ổng quay về mỹ thì ở đây chị nguyệt mới bắt đầu vẫn học tiếp nhưng mà qua tới năm thứ ba quý vị chị nguyệt học không nổi qua năm thứ ba đại học bài dở nặng quá cái tự nhiên lúc đó cái đầu của chị nguyệt ngày nào nó cũng nhức hết trơn chị nói ngày nào cũng nhức đầu ngày nào cũng nhức đầu ngày nào cũng về uống thuốc nhức đầu uống uống thuốc nhức đầu mà ngày nào cũng uống ngày nào cũng phải uống sáng trưa tối gì cũng phải uống mỗi mỗi một buổi uống một viên vậy đó thì nó mới giảm đau đầu nó mới có thể là tỉnh táo làm này làm kia còn không là cái đầu đầu nó đau dữ lắm thì chị mới nói là chị điện chị báo với ba chị thì ba chị mới kêu là thôi nếu vậy con coi đi bệnh viện khám đi nhưng mà chỉ sợ đi bệnh viện tốn tiền cái ông mới nói thôi có gì đi khám đi bao nhiêu tiền á ba gửi về cho cứ khám đi rồi kêu gì con ứng tiền ra đi rồi có gì ba chuyển về chuyển về việt nam ba trả lại thì công nhận là ông trả lại quý vị và chỉ là gì của chị mới đưa chỉ đi khám đi đo điện não đi đi khám này khám kia thì cuối cùng là chỉ là chỉ bị thiếu máu não thôi tức là chỉ bị thiếu máu não thôi nhưng mà nó ngặt, ngặt nổi là cái chế độ thiếu máu não của chị Nguyệt này á là nó chỉ bật lên khi mà chỉ học bài thôi quý vị ơi. Còn khi mà chỉ chơi bời, chỉ vui vẻ đó thì nó không có thiếu máu não lúc đó máu não nó đủ. À, nó ngộ vậy đúng rồi bây giờ nó ngộ vậy bây giờ nó có cái bệnh thiếu máu não khi mà mình đi học bây giờ đi học á mà con cái nó làm biến nó sẽ nói với ba má là bây giờ con bị thiếu máu não ép con học một hồi nó máu não nó truyền không lên còn con ở đây con con đột quỵ rồi nha là bây giờ là ba má nghe là xanh mặt mày quý vị thấy chưa bởi vậy bây giờ là gọi là gì 36 kế đó là kế là chiêu chiêu là thiếu máu não đó học bài là thiếu máu não thì à, sau đó thì coi như là chị mới nói là chị học hết vô rồi tới năm thứ ba là học hết vô bây giờ là cứ uống thuốc nhức đầu vậy hoài mỗi lần đụng vô bài dở là thiếu máu não thì ba của chị với má của chị luôn đều không có ép mới bắt đầu là cho chị nghỉ luôn cũng quyết định là cho con gái mình nó nghỉ luôn là học xong là có hai năm đại học người ta học 4 năm không có hai năm là nghỉ gian nghỉ dở vậy đó quý vị thì à, sau đó là nghỉ xong thì chị mới về với quê ở gì tại vì thực tế mà nói nếu mà chị ở sài gòn chỉ kiếm công việc gì chỉ làm thì cũng được nhưng mà do là chỉ nói với gia đình á là bây giờ chỉ học không có vô chỉ bị tình trạng thiếu máu não mà bây giờ nếu như vậy mà bắt chỉ đi làm đồ này kia chỉ mà đi làm thì gia đình sẽ lo lo là lỡ nó đi làm rồi nó quá sức rồi nó mệt nó đuối nó nhức đầu nó mệt rồi mới lỡ có gì rồi sao không thì ba má của chị chắc chắn là sẽ không cho chị đi làm cho nên thành thử ra là chị nghỉ học xong á là chị về với quê ở với gì của chị luôn thì gì của cái chị nguyệt này ở dưới quê có cái nghề là nghề làm bánh in với lại là bánh uh, bánh bông lan rồi bánh bò nướng nào trời bánh bò nướng cực kỳ ngon vị, bánh bò nướng nữa thì uh, coi như là chỉ về dưới đó thì chỉ phụ phụ gì chỉ uh, cơm nước nhà cửa gì chỉ thì buôn bán thấy không thì chỉ về chỉ phụ tay một một chân thì trong cái khoảng thời gian mà về quê á uh, buôn bán vậy đó chỉ mới quen được với một cái anh này anh này là người ở trong sớm đó luôn người trong sớm đó luôn cũng là không có ăn học cao rồi cũng đi làm đi làm sớm nếu gì ra đời sớm đi làm sớm thì hai người gặp nhau cùng sớm vậy đó thì cái anh này kết mô đen chỉ đi hai người mới yêu nhau thì cái anh này là sau đó lấy chỉ thì cái này là nếu người kể túm túm tại khúc này nó không có quan trọng không thì anh này ảnh mới yêu chỉ là hai người cùng sớm yêu chỉ xong cưới chỉ đám cưới đàng hoàng nha ba chỉ ở bên mỹ về má chỉ ngoài đà nẵng vô dự là có luôn nha xong rồi làm đám cưới linh đình với quê hai người chung sống nhau thì lúc này á là ba của chị á có cho tiền hai đứa mua một căn nhà để hai đứa vợ chồng về có căn nhà để ở chứ cái thằng này nó nghèo mà nhà không lẽ nhà thuê nhà mướn không chứ bây giờ nó đang ở chung ba má nó bây giờ nếu mà con gái mình vô đó ở là phải làm dâu mà bây giờ muốn con gái mình nó sung sướng thì chỉ có cách là mua nhà riêng hai đứa nó tách ra ngoài ở thành ra là ba của chị nguyệt á lúc đó ở bên mỹ về dự đám cưới con mình á là cho của hồi môn hai vợ chồng nó một căn nhà là lúc đó chị nguyệt chỉ có căn nhà ở dưới quê á thì sau khi lấy chồng xong hai chồng gói ghém đồ đạc vô nhà mới ở thì ban đầu vô ở ông này ông thương ông cưng chỉ lắm cái ông chồng này nè thương cưng chị nguyệt dữ lắm tại vì thấy hốt vô được cái hũ vàng tại vì thấy ba là diệt uh, việt kiều ba là việt kiều mỹ còn mẹ thì cũng là lấy được chồng giàu ngoài đà nẵng thành thử ra là chưa gì hết cưới xong có cái của hồi môn căn nhà liền thành ra là cái ông này mới cưới chị về là hai người là vẫn còn hạnh phúc lắm ổng vẫn yêu chị lắm ở với nhau được 3 năm tự nhiên ông này bắt đầu quay ra là ông cặp bồ cặp bịch mà bị chỉ bị chỉ bắt quả tang không biết bao nhiêu lần nhưng mà chỉ cứ tha thứ tha thứ hoài thì uh, sau đó nữa vậy là thấm thoát lúc đó là chỉ 20, 24 25 tuổi rồi mà chỉ cứ uh, sống trong cái cuộc hôn nhân đau khổ đó thì uh, lúc này chỉ mới có bầu năm 25 tuổi là chị Nguyệt chỉ có bầu lúc này uh, thì mừng lắm tại vì nghĩ trong đầu là có bầu rồi là thằng chồng mình nó không đánh mình nữa hằng chồng mình nó không có kiếm chuyện không có vũ phu nữa Tại vì bình thường á là mỗi lần á mà chị Nguyệt mà chỉ ghen Ông chồng chỉ thế này thế kia chỉ bắt quả tan luôn Mà mỗi lần chỉ nói tới là ông chồng chỉ còn ngược lại còn thường cắn tay hạ cắn chân nữa Ông không chấp nhận á, là ông là người đi ngoại tình Quý vị không? Thì thành thử thành thử ra là chị Nguyệt chỉ đau khổ nhưng mà vì là thương yêu quá mù quán chị không nổi bỏ không được mà bây giờ lỡ có bầu thì thành ra chị mới nghĩ á, là thôi kệ đi mình cứ giữ lại cái bầu này biết đâu nhờ có bầu á, thì ổng sẽ quay đầu sám hối không ổng sẽ không có đi gái gú nữa rồi ổng cũng không có vũ phu mình nữa nhưng mà ai ngờ đâu chứng nào tật nấy bây giờ có bầu vô nó lại càng dữ dội là tại vì có bầu vô vợ chồng đâu có gần gũi quan hệ nhau được đâu ông này ông còn quả dữ nữa ông ra ngoài ông còn chơi phụ nữ ông còn cặp bồ cặp bịch dữ thần nữa gì thì lúc này ông về á ông lại kia tiếp tục là ông nhìn thấy chỉ cứ mặt mày ủ rũ bầu bì mặt mày rủ rượi ủ rũ nữa ổng lại bắt đầu ông thượng cẳng tay hạ, hạ cẳng chân rồi là coi như là có bầu xong là bị sảy luôn tại vì chồng quánh quá ông bị sảy thai thì sau đó gì là chỉ buồn tình chỉ khóc chỉ mới chia tay ổng chia tay đề nghị ly hôn bởi vì lý do là hợp lý là tại vì chồng vũ phu đến mức mà để xảy tay thì dĩ nhiên là hợp lý thì sau đó chia tay xong thì coi như là đuổi cái ông cái thằng chồng đó ra ngoài khỏi nhà căn nhà đó là của chị đứng tên và do là ông chồng của chị thằng chồng của chị nó là có lỗi trước nó có lỗi trước đi ngoại tình rồi còn về quánh vợ nó nên thành ra là sau đó là người ta đuổi thằng chồng ra khỏi nhà thì coi như là chị nguyệt á chỉ ở một mình trong căn nhà quạnh hiu không thì uh, sau khi mà chia tay chồng xong Chị ở đây buồn vậy đó Thì ba chỉ có hỏi chị Con có muốn qua bên Mỹ không Muốn qua bên Mỹ không Để ba làm giấy tờ thủ tục bảo lãnh con qua Thì lúc đầu chị Nguyệt chỉ do dự lắm quý vị Tại vì chị cũng uh, sợ cái vấn đề thay đổi môi trường sống Qua bên Mỹ lỡ mình đau khổ Mình dựa dẫm vào ai Tại vì qua bên đó là ba mình đi lấy vợ khác Rồi có con riêng ở bên đó nữa Qua bên đó thì chẳng khác gì Lỡ ba mình mà sợ cái bà vợ kia Là bỏ mình bơ dơ giữa trời đời nên là chị Nguyệt á lúc đầu chỉ do dự lắm chỉ nói thôi để chị suy nghĩ rồi là chị cứ sàn sàn ở dưới quê với Việt vậy đó quý vị cho tới khi là 3 năm sau năm đó là chị Nguyệt chỉ 28 tuổi sau khi á, mà chị đã đưa ra cái quyết định cho cuộc đời mình đó là chị chấp nhận đi qua bên Mỹ chị chấp nhận đánh đổi nếu mà qua đó hạnh phúc cũng được mà đau khổ cũng được kệ luôn chị chấp nhận đánh đổi việc thì lúc này á là chỉ nói với ba chỉ thì ba chị mới mở hồ sơ làm giấy tờ thủ tục bảo lãnh nhưng mà phải chờ cái thời điểm mà chờ mà có visa mà bảo lãnh nó cũng lâu lắm quý vị thì mình báo vậy thôi báo lần vậy thôi thì thấm thoát á là thời gian thôi đưa quý vị cũng tới cái lúc mà chị nguyệt sang mỹ đoàn tụ với ba mình nhưng mà bây giờ ngặt nổi á là ba chỉ đang ở với cái người vợ sau cho nên là chị nguyệt chỉ không có thích ở chung thì ba chỉ thấy vậy là thuê cho con gái mình á một cái phòng dạng như xe phòng á nhưng mà ba chỉ mỗi tháng là chịu tiền nhà cho con thành thử là chị nguyệt chỉ ở biệt lập riêng tư một mình ở đâu vậy thỉnh thoảng thì ông ba của chị cũng có ghé qua ghé lại thăm chị nhưng mà cũng ít ít cũng thưa thưa chứ không có nhiều sau đó thì chị cũng đi xin vô cái tiệm nail chỉ đi làm vừa học vừa làm nhưng mà chỉ vô được có hai tháng mấy chưa giáp 3 tháng nữa thì chị thấy là công việc nó nó không có hợp với chị chị mới nghĩ quý vị chị nghĩ xong ra thì chị cũng không biết bây giờ lần mò làm gì chị mới đi tìm tìm uh, việc ở trên uh, mấy cái tạp chí báo đó thì lúc này chị mới thấy ở trong đó nó có cái quán này quán ăn của người Việt người ta đang cần tuyển người phục vụ mà quán đó nó có luôn cả là quán ăn mà phục vụ luôn cả phòng vip karaoke luôn thì chỉ thấy vậy là chỉ xin vô đó chị chỉ làm phục vụ cái gì thì khi vô đó xin phục vụ bà chủ bà có nói chỉ thẳng luôn bà nói ở đây á, là phục vụ là phục vụ bưng bê nhưng nếu như á, mà khách có nhu cầu mà có tay dịnh á là, là 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 cũng có luôn nha em em có chịu làm không thì chị nguyệt chỉ mới nói là trời đất ơi ở đây có tay vịnh hả nhưng mà bây giờ em không có tay vịnh em chỉ có cái tay đòn gánh thôi được không chị ơi thì cái đó là nêu mười nói nhau quý vị nha còn chị nguyệt á thì chỉ, chỉ, lúc đó là chị chỉ có bản lẻn bản lẻn rồi chị trả lời chứ nói trời ơi ở đây có tay vịnh hả chị à, nhưng mà thôi bây giờ nếu mà chị không chơi em già mà chị chấp nhận á, là tay dịnh mà già già như em thì em cũng làm luôn nhưng mà quan trọng là tiền bạc chị chia với em sao Thì bà này bà nói ra thì chị Nguyệt chị thấy cũng ok quý vị Tiền nông đồ chia chát đồ cũng ok Mà làm cái công việc này á nó được cái nên Nếu như khách mà có nhu cầu mà muốn đi đánh lẻ bên ngoài á là mình mà đi theo á thì dụ khách mà bo bao nhiêu thì mình được lấy hết một phần trăm cái số tiền bo thì cái chị Nguyệt này lúc này chị mới thấy vậy là ngon rồi nếu vậy là mình kiếm được tiền không chừng là nó còn nhiều hơn so với người tờ thợ người ta đi làm neo nữa cấm đạo ông cổ nữa mà trong khi á mình làm công việc này mình bưng thì ít mà mình bê thì nhiều tại vì mình được bê lên giường đó nhưng mà mình mình bưng thì ít lắm quý vị không mà cái nghề vậy là sợ ung sung mà sợ ung sương sắc sướng mà lại có tiền nhiều nữa thì à, chị nguyệt chỉ chịu luôn quý chịu luôn bây giờ à, mình có gì đâu để mất nữa không mình không còn gì để mất ba mươi mấy tuổi rồi tôi đã bị bóc tem trầy xước hết trơn rồi không cần không có cần mà phải bảo quản lộng kiến chi nữa thì sau đó là bắt đầu á à, chị nguyệt vô cái con đường làm cái nghề đó nhưng mà giấu ba mình không có cho ba mình biết luôn quý vị thì có thể á, do là chị nguyệt á mặc dù chỉ lớn tuổi nhưng mà cái nét của mặt của chị nó cũng có nét nó cũng đẹp cộng thêm là chị là, là phụ nữ mà chưa có con Thí dụ như có con đẻ chữa rồi rồi cộng thêm nữa là nuôi con vất vả đồ nhiều khi á, cái nét mặt người phụ nữ mình nó bị chẩn lại còn chị Nguyệt là chưa có con, đợt đó nó có nhưng mà nó xảy thì mình cũng không có tính đi. Cho nên là chị cũng không đến nỗi lam lũ, nhìn chị nó cũng ngon lành lắm, nhìn cũng còn ok. Thì chị vô quý vị cộng thêm chỉ là đầu mới nữa, có thể là chỉ là đầu mới ở trong cái tiệm này nữa. Thì tự nhiên khách nam người ta tới đó nhiều lắm. Thì trong những cái tóc khách nam này á, ngày hôm đó có một cái tóc khách nam đó khoảng tầm là 5 người lúc nào cũng thường xuyên ghé qua anh đây hồi trước á thì nghe chị chủ chỉ nói là cái tốp khách nam năm thằng này nè là nó cứ ghé quán này nè mà thi thoảng dù một tuần nó ghé một lần thôi hoặc là hai tuần ghé một lần nhưng mà từ ngày mà chị nguyệt vô làm á thì những cái người khách cũ cũng như là cái tốp khách nam này nè là trung bình là một tuần tới một lần có khi á là một tuần tới hai lần luôn thì cái tốp khách nam mà năm người này nè trong đó có một người là anh đó ảnh tinh ân thì cái anh Ân đó là bình thường đó đi chung với lại bốn người bạn của mình tới đây lúc nào cũng vậy tới đây ăn hải sản rồi hát karaoke rồi này kia, rồi tay vịn vậy đó. Nhưng mà những cái người bạn của ảnh á yêu cầu là có đào ngồi kế bên, rồi rồi giờ này kia này kia sờ mó. Nhưng mà ảnh thì ảnh cũng có đào ngồi kế bên ảnh luôn, cũng có rót bia cho ảnh, cũng có này kia phục vụ ảnh. Nhưng mà ảnh không bao giờ đụng vô cái người đó. Thành thử là ngồi á phục vụ ở trong trong cái khu vực karaoke đó thì chị Nguyệt mới để ý thấy cái anh này ảnh đặc biệt hơn so với mấy cái người đàn ông khác xung quanh mà mình bình thường phục vụ mình thấy không cái chị để ý thì cái ngày hôm đó vậy, chị mới đi ra ngoài chỉ làm điếu thuốc chị hút à, chị này nghe cũng sành điệu ha chỉ làm điếu thuốc chị hút thì cái anh ân này nè ảnh cũng đi ra ngoài ảnh đứng ảnh hút điếu thuốc luôn thì hai người đụng mặt gặp nhau ở bên khu vực bên ngoài khu vực hút thuốc á hai người gặp nhau thì chị nguyệt chỉ mới ngứa miệng quá đi bây giờ hút thuốc mà sao ngứa miệng không biết có hút điếu thuốc này nó có dính mắt mèo hay sao gì ơi thì chỉ mới nói với anh ân vậy chỉ nói Uh, mấy tại sao mà anh uh, không có này kia mấy anh bạn của anh á uh, em thấy lần nào tới đây cũng vui vẻ với mấy cô bạn của em quá trời mà sao anh không có này kia thì anh Ân này anh mới nói một câu vậy nghe chắc nịch luôn anh nói thôi đụng vô là tốn tiền đụng vô là ra tiền anh đâu dám đụng anh uh, làm việc lương không có bao nhiêu tiền phải xây sở lo bản thân rồi lo phụ uh, tiền uh, mỗi tháng sinh hoạt cho gia đình ba má anh nữa anh đang sống cùng ba má anh thành thử ra cho nên á nếu mà đi vô trong đây á vui vẻ ăn uống anh em thì được chứ mà nếu mà đụng vô gái gú á là đẻ ra tùm lum tiền thì tiền đâu mà anh này kia cho nên là anh không có sợ vô con gái là vậy quý vị thấy chưa không phải là anh không mê gái mà tại vì anh sợ bị mẻ tiền của anh mà thôi chứ không phải là anh không mê cái này là xin đính chính với em là như vậy chứ em nói vậy là nãy giờ tôi tự ái với em lắm á em biết không tôi hút thuốc mà nãy giờ tôi ngứa mỏ tôi định là tôi không nói mà em nói tôi vậy là chẳng khác gì tôi yếu sinh lý tôi rất là mạnh trong sinh lý tôi chỉ là yếu ở trong cái túi tiền thôi quý vị không bây giờ là yếu yếu túi tiền nhưng mà mạnh là mạnh sinh lý nha thì bây giờ tôi khẳng định với em nguyệt là như vậy cái đó là nêu mười nói nói dùm khẳng định dùm cho cái anh ân này thì sau đó là chị nguyệt này chỉ mới nghe vậy chỉ tức cười quá chỉ cười quên cái gì chỉ cười ha 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 lên nhưng mà anh ân này ảnh không có vui cái mặt của ảnh đừ câm mà tại vì sao Em nói cái kiểu đó là đàn ông người ta có cái sự sĩ diện. Em nói cái gì chứ mà đụng chạm vô sinh lý đàn ông là người ta quạo lắm. Thà là em nói tôi nghèo chứ em đừng nói tôi nghèo sinh lý, thấy không? Em nói tôi nghèo tiền, nghèo bạc thì cũng được, nghèo tình cảm cũng được. Em đừng nói tôi nghèo sinh lý là tôi nghe tôi tự gái. Thì sau đó vậy là coi như là anh Ân bây giờ là ấn tượng với chị Nguyệt mà chị Nguyệt cũng ấn tượng với anh Ân nữa nha. Vậy là bây giờ trong đầu của em Nguyệt đã biết ra được là anh Ân là đàn ông mạnh sinh lý nhưng mà yếu túi tiền rồi cho nên là từ đó về sau thì chị nguyệt chỉ mới để ý để ý ông này hoài đi mà ông này á ổng mặc dù ổng ổng với mình hai người là tả xung hữu đột nhưng mà bây giờ trung bình là một tuần ổng tới hai lần mà bây giờ ổng tăng cường lên ổng tuần một tuần ông tới ba lần thì chị nguyệt chỉ mới đặt cái dấu chấm hỏi sao ổng nó nghèo ổng nó ổng bị viêm màng túi mà tại sao một tuần ổng tới ba lần ta hôm bữa là ổng viêm màng túi thì ổng tới hai lần mà bây giờ ổng viêm nặng hơn mà ổng tới ba lần là sao bây giờ nó nghe nó tréo nghe không có gì nó tréo nghe cuộc đời lắm nha thì chị nguyệt ngày hôm đó mới ngứa miệng quá mới nói ổng vậy nè mới nói anh Nân vậy nè Uh, anh à, uh, em hôm nay xem bị hư anh uh, tối nay anh đưa em về nhà dùm được không phải không là định là gì để coi thử coi test thử coi là chiếc xe hơi của ông này á, là xe xịn hay xe như thế nào phải không rồi đánh giá thử coi là cái bên trong xe ông này là có chở đàn bà không mình vô mình địa hàng mình coi thử còn sao là lúc này là chị nguyệt đã thích thích anh đơn rồi nhưng mà bây giờ là tình trong như đã mà mặt ngoài chưa dám lộ thiên à, uh, thì chỉ mới bắt đầu chỉ nói uh, hôm nay hồi xe của em hư rồi anh chở em về dùm được không thì cái anh ơn này anh cũng thiệt tình anh nói xem hư thì sao không nhờ bạn bè của em làm chung á chở em về ông nội nè bởi vậy hỏi sao mà ông ý quý vị thấy chưa bởi vậy hỏi sao mà không không nói là ông yếu sinh lý đàn ông mà mạnh sinh lý là đàn bà chỉ cần mà gợi ý thì đàn ông sẽ nhào vô một cách quẩn trí luôn đúng không quý vị cái câu đó là nêu mười chế á hôm nay nêu mười sổ nho hơi bị nhiều cho quý vị nghe luôn á nếu nếu, nếu mà quý vị thích quý vị like liền cho nêu mười nha thì bây giờ là em hỏi vậy vậy đàn ông mạnh sinh lý Thì bây giờ đàn bà người ta đã gợi ý Thì đàn ông nó nhào vô như quẩn trí liền đúng không Đàn này á đàn ông gì mà mà nói là tôi mạnh sinh lý Mà bây giờ đàn bà gợi ý sờ sờ mà đàn ông lại phất lờ thì chị Nguyệt mới thấy vậy chơi chiêu Bây giờ mình phải chơi chiêu cảm động 36 kế là mỹ nhân kế là kế cao tay nhất phải không Thì chị mới nói vậy Chị nói em mới qua bên Mỹ đây Em đâu có bạn bè gì thân bên đây đâu Em bây giờ em ở con mình nên à, Trong căn phòng xe nhỏ xíu à bạn bè gì đâu mà 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 nhờ còn mà làm chung á anh thấy bên ngoài là bạn thôi nhưng mà bên trong là bè tụi nó đố kỵ nhau lắm thí dụ như em á mà phục vụ mà được khách bo nhiều bo ít á là tụi nó cũng ghét em trong lòng phải không thành ra nhìn thấy thân vậy thôi nhưng mà thật ra là thân ai nấy lo thành thử ra nên là giờ thân ai nấy lo cho nên là không ai lo em giờ xem hư nè không ai lo em cái giờ cái là bắt đầu chỉ chơi giờ chưa chiêu nước mắt cá sấu liền khóc liền thì vừa nói xong vậy cái gì thì, thì bây giờ cảm động quá bây giờ xúc động đậy thì anh đơn anh mới anh mới nói vậy anh mới nói vậy nè À, thôi thì giờ nếu vậy hả xe hư hả vậy thôi một lát nữa có gì á bạn tiệc của anh tan rồi đó anh ra ngoài anh ngồi trên xe hơi anh chờ em mấy giờ em tan thì chị nguyệt chứ mới nói thì thường khi á là khoảng tầm là 12 hai giờ mười hai rưỡi đêm là em tan thì ông nào mới nói thì có gì á một hồi nữa chạm cỡ khoảng tầm mười mấy 11 giờ á mấy bạn anh mà nếu nó về sớm á nha thì anh sẽ ra ngoài xe hơi ô tô nè anh ngồi ở trên xe anh chờ em một hồi nữa 12 hai giờ mười hai rưỡi gì em xong em ra đi rồi em nhá máy anh thì bây giờ là ông ân với lại chị nguyệt hai người trao đổi số phone cho nhau là thế là bây giờ có số phone rồi đúng 12 hai giờ rưỡi luôn tan làm đi ra thì, thì nhá má một cái là anh ân lái xe lại liền ảnh đổ đâu gần ngay chỗ cái khu, khu vực nhà hàng nè ảnh mới lái xe lại lại quý vị thì ảnh đón và khi mà ảnh đón thì ảnh đưa từ ngay chỗ nhà hàng á đưa về bên nhà của chị nguyệt này đậu xe cái kịch ngay trước cửa nhà thì chị nguyệt mới nói anh vô nhà uống miếng nước không mà quý vị thấy đi một giờ một giờ mấy sáng mà vô nhà uống miếng nước cái gì chắc là uống nước nước này là nước miếng quá chứ không nước gì hết trơn quý vị ơi nếu mời nghĩ là thiết nghĩ là vậy chứ nước trà nước cháo gì mà giờ này một giờ sáng vô nhà uống ly nước phải không là chỉ có uống nước miếng thôi thì lúc này anh ân anh mới trả lời nói thôi nước miếng của anh đủ rồi anh không cần uống nữa đâu em không có đó nếu mời nói gì thì tự nhiên vậy đâu vậy cái chị nguyệt chỉ không chịu bước xuống xe mà chỉ sẵn sàng sàng ở trên xe chỉ nói bây giờ tự nhiên em không muốn vô trong nhà bây giờ muốn ngồi tâm sự với anh chút được không bây giờ hồi nãy ngồi uống mấy ly bia với lại tiếp mấy người khách tới giờ em cũng hơi rần rần hơi sần sần bây giờ tự nhiên cô muốn tâm sự ghê bây giờ anh tâm sự với em được không thì anh Ân này anh xác nhân mà mình là anh độc thân anh sống với ba má ảnh thì anh có gì đâu giờ giấc vô tư thì anh mới nói thì uh, ok em tâm sự thì anh nghe đúng không thì bắt đầu là chỉ mới tâm sự đời cô lũ của chị chị kể uh, đời của chị khổ lắm À, bây giờ ba của chị đưa chị qua bên đây rồi bây giờ chị thất tha thất thưởng gì đó ba chỉ xe cho thuê cho chị cái căn phòng xe đó rồi giờ chị ở mình nên vậy đó chị kể hoàn cảnh chị không thì tự nhiên bây giờ anh ân anh thấy cũng tội nghiệp chị cái chị chị nguyệt này quý vị nghe kể thì cũng thấy thương hoàn cảnh ba mẹ chia tà, chia đàn sẻ ngé vậy thì nghe cũng tội nghiệp chứ rồi bây giờ kiểu lỡ dở một đời chồng rồi bị bị chồng quánh rồi xảy con này, thì cũng nghe tội nghiệp đứt ruột thì tự nhiên lúc này ảnh cảm động mà chị nguyệt thì đang khóc nữa cái anh ân anh mới lấy tay ảnh chùi nước mắt thì tự nhiên anh lấy tay anh chùi nước mắt mà tự nhiên cái miệng của chị nguyệt thì nó chảy nước miếng thì cái đó là nêu mời nói đâu quý vị à nêu mời đón là như vậy nha quý vị nha tại vì bây giờ là anh chùi nước mắt nhưng mà em chảy nước miếng tại vì bây giờ anh sờ vào người em em chịu không nổi không chịu đỡ không thấu bây giờ có một chút xỉnh xỉnh bia bia vô rồi mà bây giờ anh chơi cái chiêu chiêu mà chùi nước mắt này là em chảy nước miếng thôi thì trúng phóc luôn quý vị y chang như rằng luôn thì chị nguyệt này chỉ chịu đời không thấu đi nãy giờ tôi uống tôi xỉn tôi rần rần rồi ông sờ sờ vô cái mặt tôi ông chùi nước mắt làm chi rồi ông đưa cái mặt ông lia lia cận cảnh làm chi không bây giờ là chỉ chịu không nổi chỉ mới đè cái anh anh ân này ra và chỉ chơi là ăn cháu lưỡi luôn thì bây giờ là quý vị coi bây giờ tôi mời anh vô nhà anh uống ly nước với tôi anh không chịu bây giờ tôi phải ngồi tôi đè anh trên xe ăn cháu lưỡi đó thì anh ân bây giờ em hỏi vậy đàn ông mà ảnh đã khẳng định là tôi mạnh sinh lý nhưng mà tôi chỉ yếu cái túi tiền thôi tôi bị bị viêm màng túi thôi thành thử ra cho nên bây giờ là bị chị này chỉ đè ra chỉ chỉ đòi ăn cháu lưỡi vậy họ vô cái thế đó rồi bây giờ sao vậy cho nên á là cặp đôi nam nữ này chị nguyệt và anh ân này bây giờ hai người đã chơi xếp hình ở trong xe thì hồi cái lúc mà hai người đang ngồi ở cái khoang ghế trước rằng để mà mình lái xe một bên là tài lái một bên là ghế phụ đó thì hai người đang ngồi vậy thì chị này nói chuyện nói chuyện chị này tấn dách ảnh ăn cháu lưỡi đi xong rồi bây giờ hai người kéo ra băng sau hai người chơi xếp hình thì hai người chơi xếp hình ở ngoài băng sau thì lúc này tự nhiên cái anh ân anh nói là khoan khoan đã khoan khoang cho tôi tắt đèn thì chị chị nguyệt chứ mới hỏi à tại sao mà tắt đèn tại sao tắt đèn phải để cho sáng sủa chứ tự nhiên tắt đèn chi Đấy không phải sáng sủa mới thấy đường thấy xá chứ làm ăn chứ thì cái anh này mới nói không không anh chỉ thích bóng tối anh không thích ánh sáng nhưng mà thật ra đó quý vị là cái anh ân này theo nêu mười thiết nghĩ là ảnh cố tình ảnh nói là anh chỉ thích bóng tối nhưng mà thật ra là ảnh tắt đèn vậy là để cho làm chi để tắt đèn rồi thì nhà ngói á, nó cũng như là nhà tranh thôi quý vị ơi như vậy thì nó mới có hào hứng chứ nếu mà bây giờ mở đèn lên là bị tụt hứng liền bởi vậy là nếu mà có nói quý vị rồi, anh Ân này ảnh nhỏ hơn chị Nguyệt này á là tới 3 tuổi lận. Sau cái đêm ngày hôm đó thì hai người này á cũng tiếp tục á là ngoài mặt thì giả vờ như là khách với lại nhân viên, nhưng mà thật ra đằng sau lưng á là anh Ân bây giờ ngày ngày là đưa đón chị Nguyệt đi làm ở trong cái chỗ đó và đưa về nhà. Chỉ có điều á là chị Nguyệt có hứa với lại anh Ân á là anh Ân nói chị á là từ giờ á em đã là bạn gái của anh. Cho nên á, em đừng có vô trong cái môi trường đó em làm á, em đừng có đi với khách hay là em đừng có cho khách làm này làm kia. á à, nếu mà em thương anh em đừng có như vậy thấy không? Thì chị Nguyệt chỉ đã hứa với cái anh ân này là chỉ nói là ờ em em làm em sẽ giữ kẻ, em sẽ nhờ tại vì bây giờ em đã là người yêu của anh, em sẽ biết giữ kẻ. Thì anh ân ảnh cũng yên tâm quý vị. Nhưng rồi cho tới một hôm, mối quan hệ này được gần một năm thì hôm đó anh ân anh mới nói như vậy. Bây giờ á, ba má anh muốn về Việt Nam ở luôn ba má anh á, đang định á, là lớn tuổi quá rồi muốn về việt nam nghỉ hưu ở dưới ở bên việt nam luôn mà bây giờ á, ba má anh muốn mua một căn nhà ở dưới bên việt nam á, để dưỡng già mà bây giờ thiệt sự là ba má anh á, làm vất vả vậy á, mà bây giờ dưỡng già tiền dưỡng già không có đủ để về việt nam xây nhà ba má anh có một cái tâm nguyện như vậy mà bây giờ thiệt sự bản thân anh đây anh cũng không có thể nào mà dư giả gì để phụ ba má anh hiện giờ tiền của anh á, anh đã xây sở cho ba má cái chuyện là mua vé máy bay để cho ba má bay về việt nam rồi là anh đã bỏ tiền ra anh mua vé cho ba má anh đặt trước rồi nhưng mà bây giờ tiền mua nhà thì anh chưa có đủ để mà phụ mà bây giờ thời gian gấp rút quá thì em anh tìm đâu ra thì anh ân ảnh mới nói với chị nguyệt của gì thì chị này chỉ bây giờ chị cũng thương anh ân là thương thiệt mà mặc dù là anh ân không có lên tiếng là mượn tiền của chị hay là nhờ chị giúp đỡ nhưng mà vì là chị yêu ảnh cho nên là chỉ muốn là giúp được cho ảnh được cái gì ấy, thì giúp phải không? Bây giờ yêu ảnh rồi. Thì bây giờ chỉ cứ suy nghĩ hoài và không biết cách làm sao để uh, kiếm tiền ra uh, để phụ. Bây giờ không lẽ chỉ đi mượn tiền ba của chị nhưng mà bây giờ ba chị uh, đang ở với bà vợ sau rồi con cái riêng nữa. Mượn tiền rồi dính líu vô dây mơ rễ má chị không có muốn đụng chạm tới không? Chị mới uh, suy nghĩ hoài vậy thì cái ngày hôm đó tự nhiên chị cũng như bao ngày chị cũng lên trên quán á uh, chị làm. Thì uh, hôm đó chị được sắp á uh, là vô trong phòng đó tiếp một ông khách có một mình chỉ thôi, chỉ tiếp cái ông khách này. Thì khi mà chị mở cửa bước thẳng vô trong á uh, thì chị thấy ông khách này ngồi mà ông đang cầm cái micro ổng hát Mà cái gương mặt của ông buồn dữ lắm quý vị Thì chị Nguyệt chỉ mới biết cha vậy rồi Ông này chắc là ông có buồn tình hay là buồn vợ buồn con gì Ông mới vô đây ông tâm sự ông hát một mình ở trong đây nè Ông ăn uống ông nhậu nhẹt trong đây mình nè chắc vậy Chị mới vô chị cũng như bao khách niềm nở nói chuyện Thì ông này ông mới kêu chị là hát cho ông nghe Rồi ông ngồi lúc mà chị Nguyệt chị hát cho ông nghe Thì ông ngồi ông nhậu Ông ngồi ông uống bia ông nhậu quý vị thì lúc này sau khi mà buông cái micro xuống á ổng mới mời chị nguyệt một ly Ông không ổng khen chị nguyệt hát hay ổng mời chị nguyệt một ly rồi ổng cũng hỏi thăm á là chị nguyệt tên tuổi này kia nọ thì khi mà ổng nghe chị nguyệt á là ba mươi mấy tuổi ổng cũng hơi giật mình tại vì nhìn bên ngoài ngoại hình thì nhìn nó trẻ hơn tuổi quá vậy thì lúc này á chị nguyệt mới thấy ông này ổng cũng đàng hoàng á không ổng nói chuyện với mình cái tư cách ổng rất là đứng đắn đàng hoàng chứ không có phải mà già dê chị mới mở miệng chị mới hỏi thăm hôm nay sao thấy chú buồn buồn bộ uh, chú có chuyện gì hả chú uh, nếu mà không ngại tâm sự với người lạ đi là ví dụ như là con nè chú tâm sự với con được không để cho chú giải khuây cho thỏa cái nỗi sầu thì ông này ông mới tâm sự ông nói tôi tin thưởng năm nay là tôi 65 tuổi rồi tính tới nay là tôi đặt chân tới mỹ này tôi sống tới nay là cũng được 48 năm vất vả bao nhiêu năm ở trên đất mỹ này vậy mà tôi vẫn một lòng sắc son với vợ tôi thôi vợ tôi thua tôi 8 tuổi mà bây giờ tôi phát hiện ra vợ tôi ngoại tình bả đi về việt nam một mình rồi ai ngờ đâu bả về đó bả cặp bè cặp bạn đi chơi đi hát đi ca đi nhảy đi múa rồi bả cặp bồ tôi phát hiện ra trong điện thoại của bả tôi buồn cho nên là bây giờ tối nay tôi không muốn về nhà tôi vô trong đây tôi hát tôi ca rồi một hồi nữa nếu mà quán đóng cửa thì tôi lái xe tôi đi vòng vòng hoặc tôi ngủ bờ ngủ bụi cũng được chứ tôi cũng bây giờ túng quẩn quá tôi cũng không muốn về nhà đối diện với bả thì chú thưởng mới ngồi tâm sự với chị nguyệt kiểu gì và chú thưởng mới nói như vậy à, hồi nào giờ á là em có gia đình chưa tại vì chú thưởng xưng bằng em chứ không lẽ xưng bằng con á không vô trong môi trường nữa không lẽ xưng bằng con chú thưởng mới nói nào giờ em có gia đình chưa thì chị nguyệt chị cũng nói à, con chưa con à, hồi trước á quá khứ thì có gia đình rồi sau đó thì ly hôn rồi chồng con vũ phu đồ này kia rồi con sảy thai xong rồi hận chồng quá rồi ly hôn rồi sau đó rồi ba con sợ con buồn con tuổi ở bên việt nam vậy á rồi ba con bảo lãnh con qua mỹ thì con qua mỹ tới nay cũng được có mấy năm thôi rồi chú ơi cũng gọi là cũng chân ước chân ráo lắm thì chị cũng tâm sự vậy quý vị thì tự nhiên cái lúc này chú thưởng đó, lấy cái bàn tay chú mới đặt lên cái đùi của chị chị Nguyệt á chú thưởng mới hỏi chị Nguyệt như vậy à, sao em đi vô trong cái công việc này em làm nếu mà bây giờ tôi kêu em em đi ra ngoài em ngủ với tôi em chịu không em có chịu đi không thì chị ông ông này ông nói thiệt tình á nói giờ tôi buồn quá tôi cần người giải sầu em có chịu là đi giải tỏa nỗi sầu với tôi không thì chị nguyệt á tự nhiên lúc này á chỉ nhớ lại cái chuyện á mà anh ân á ảnh đang kẹt tiền để mà cần á là gom tiền đưa cho ba má về việt nam mua nhà xây nhà ở bên việt nam cho nên á chỉ mới quyết định là vì người mình yêu bây giờ á hôm bữa mình lỡ mắt lời hứa là em sẽ không có để mà đi 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 đánh lẻ nữa em làm việc này là em làm lành mạnh đúng không nhưng mà bây giờ là bất chấp gì tiền phải quay trở về đường cũ vậy cho nên chị mới gật đầu với ông chú thưởng này chị mới nói thì nếu mà chú muốn thì con đi với chú thì uh, chú ông chỉ mới hỏi là chừng nào đi bây giờ hay là chừng nào thì chú thưởng nói uh, thì bây giờ đi luôn nè à. chú chú buồn quá bây giờ đi với chú đi thì chị nguyệt mới bắt đầu á uh, là lén lén đi ra ngoài gọi điện cho anh ân mới nói với anh ân uh, là tối nay á uh, em kẹt việc ở uh, nơi tối nay em về trễ lắm thôi tối nay có gì em quá giang bạn về cũng được tối nay anh khỏi qua đón em thì uh, chỉ cứ tưởng đâu là anh ân bên đầu dây bên kia cũng ừ ừ ừ quý vị thì chỉ nghĩ trong đầu là anh, anh ừ vậy rồi là tối nay anh không qua đón mình thì bây giờ chỉ đi công khai với ông này thì cái ông chú thưởng này mới đổ xe và đón chỉ thì lúc này hai người mới đi đi vô trong khách sạn thì ai ngờ đâu nói đuôi xe phía sau đó là anh ân ảnh không biết là ảnh núp lùm ở cái chỗ nào thì ra là sau này khi mà đổ bể câu chuyện mới phát hiện ra biết á là cái anh ân này ảnh quá là yêu cái chị nguyệt đi ảnh ghen ảnh cứ gình gình mò mò sợ chị nguyệt đi làm cái chuyện đi đánh lẻ cho nên ảnh cứ đậu xe mỗi ngày mỗi là ngày là cứ canh trước cái giờ tới đón á đó, vài tiếng á là anh sẽ đậu xe ở một cái góc nào đó gần gần ngay chỗ cái khu vực nhà hàng này để anh canh me anh chờ cho tới cái giờ anh tới đón chị luôn sẵn tiện là anh canh me coi thử là chị có đi khách không thì ai ngờ đâu á lúc này chị nguyệt chứ đâu có biết ảnh làm cái chuyện đó ảnh năm thầm mà chị nguyệt đâu có biết nên là chị phóng lên xe của chú thưởng thì chú thưởng mới đưa chị hai người đi đi vô khách sạn thì anh ân này anh chạy nói đuôi vô thì anh mới thấy anh đậu xe ngoài anh chờ thử coi ảnh mới chờ coi thử coi là hai người này vô khách sạn bao lâu hai người này ra thì anh chờ tới gần 50 phút đồng hồ sau là 45 phút đó quý vị là nhưng tiếng đi dám tiếng đi thì hai người ra hai người đi ra thì chị anh anh đơn anh cũng không có bước xuống xe làm gì hết nha mà anh coi thử coi hai người này á đi ra rồi hai người này đi đâu nữa không thì lúc này thấy hai người đi ra xong á thì cái chú thưởng này chở chị nguyệt á quay trở về cái tiệm cái nhà hàng của chị quay trở về cái chỗ quán karaoke nhà hàng của chị quay trở về đó xong rồi chị nguyệt mới lấy điện thoại bóc máy gọi cho anh ân mới nói anh ơi à, hồi đầu em tưởng đâu là em tan làm trễ nhưng mà ai ngờ đâu á là sau đó thì sắp xếp được kịp cho nên là anh qua đón em được không thì anh ân ảnh cũng ừ ừ và ảnh cũng canh một khoảng thời gian sau bắt đầu anh chạy xe tới giống y chang như là trạng thái như là ảnh à, từ nhà ảnh lên anh đón chị vậy đi thì bắt đầu là anh đưa chị về và anh giả vờ như không có biết cái chuyện là chị đi, đi 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 khách với ông chú thưởng này hết nha ảnh giả vờ ngu ngơ không biết gì hết thì cái lúc mà ở trong khách sạn với chú thưởng á là chị nguyệt với chú thưởng hai người không có làm ăn gì hết trơn vô khách sạn vậy thôi nhưng mà không có đụng chạm không có sờ mó không có làm ăn lần vậy nè lúc mà vô á là chú thưởng cũng định vui vẻ với chị nguyệt định nha định vui vẻ nhưng mà tự nhiên chú thưởng sực ghé nhớ ra không lẽ nào ông ăn chả mà bà ăn nem không lẽ bà ăn chả rồi ông ăn nem cho nên á là cuộc đời không lẽ cứ cứ giận cù như vậy không lẽ bả hư rồi mình hư theo cho nên vô tới trong khách sạn thì chú chú thưởng định này kia với lại chị Nguyệt á, tự nhiên cái trỗi dậy trong lòng chú chú thưởng thấy là mình làm như vậy là bậy lắm. Vợ sai, mình biết cái đó là vợ đang làm sai mà mình lại làm giống vợ thì mình đâu có khiển trách vợ được phải không? Cho nên chú thưởng mới dừng lại và không có làm gì chị Nguyệt hết. Mà ngược lại lúc đó chú thưởng mới ngồi trong phòng mới nói chị Nguyệt vậy, à, có phải là con kẹt tiền, em kẹt tiền lắm không? Nếu mà em kẹt tiền á là em cần bao nhiêu tiền thôi thì vợ trong túi anh còn nhiều anh vét đưa em hết thì lúc đó ổng mới vét trong túi đâu đó ra được gần 600 đô ổng vét cũng đưa hết sạch sẽ cho chị nguyệt luôn ổng nói thôi dù sao cũng cảm, cảm, ơn em là hôm nay em cũng cố gắng nhiệt tình phục vụ cho anh vui vẻ thì sau khi mà nói vậy xong thì ổng vét hết tiền túi của ổng có nhiều tiền mặt là gần 600 đô ổng đưa cho chị nguyệt thành thử ra đó là lý do tại sao mà hai người vô khách sạn mà vừa vô rồi ra luôn có năm phút đồng hồ là vậy đúng gì có làm ăn gì đâu nhưng mà bây giờ trong đầu của anh ân thì anh nghĩ là giữa cái chú thưởng và cái chị nguyệt hai người này thưởng nguyệt à, không nghe tên là nghe muốn thưởng trăng ghê quý vị muốn ngắm trăng ngắm sao nghe cái tên nghe lãng mạn không chú thưởng nhà em nguyệt nghe tên là thưởng nguyệt liền thì à, coi như là anh ân này anh nghĩ là hai người này vô này là có tặng tiểu vô đó là có tặng tiểu nhau rồi chứ sao không không cho nên là ảnh ghen nhưng mà hai gì ghen bộc trực thì ảnh không ảnh ảnh dằn trong lòng ảnh dằn trong tim ảnh dìm trong tâm không thì bắt đầu á là qua mấy ngày sau ngày nào cũng, cũng gình ngày nào cũng, anh ân cũng y chang vậy gình 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 gình, gình coi thử là con nhỏ bồ mình nó có đi nữa không? Coi thử là chị Nguyệt có đi khách nữa không? Đi khách nữa không? Thì qua mấy ngày sau anh Ân liên tục cứ thấy á là chị Nguyệt chơi cái chiêu á, thí dụ như là 12 rưỡi là anh Ân tới đón đi. Là 10 giờ, 10 giờ chị Nguyệt sẽ đi khách. Đi khách tới 11 giờ, bắt đầu là cái người khách đó đưa chị Nguyệt á là quay trở về bên ngay chỗ quán ăn rồi bắt đầu là chị nguyệt ở trong quán ăn đó thay đồ ra đồ này kia sàn xê thay đồ này kia Rồi bắt đầu là đi ra giống y chang bộ dạng là tan làm ra để mà anh ân đi đón quý vị không là chỉ sắp xếp cái khung thời gian như vậy đó quý vị có chịu nổi không mà chỉ làm ly tù tì như vậy một tuần lễ 7 ngày là coi như là chỉ tiếp 7 khách mỗi khách một ngày đêm nào chị cũng làm cái chiêu là 10 giờ tối là rời đi bắt đầu 11 một giờ mười rưỡi là quay trở về bên chỗ nhà hàng rồi bắt đầu là 12 giờ rưỡi là đi ra ngoài gặp anh ân rồi anh ân trở về nhà ngày nào cũng vậy diễn ra vậy trong vòng một tuần chi tiếp bảy khách thì cái chuyện đó là anh ân này á là ảnh đã là canh me rồi ảnh ảnh nhìn ảnh thấy hết trơn mỗi ngày anh đều canh me canh me anh biết và chỉ chơi cái chiêu đó rồi nhưng mà ảnh ảnh cứ lấy điện thoại ra ảnh chụp hình lại và anh cứ chụp hình chụp hình chụp hình mỗi ngày một lần chỉ đi một ông khách ảnh chụp hình vậy đó nhưng mà liên tù tì 7 ngày đó là bảy ông khách mỗi ông là mỗi ông khác nhau mà không có giận lại ông thưởng ông thưởng ông không quay lại thì lúc này quý vị tới cái ngày thứ 8 tự nhiên xong thưởng ông quay lại ngày hôm nay ông thưởng ông tới nhà ông tới chung với lại vài người bạn của ông nữa thì hôm nay ông tới nhưng mà thấy ông có cái vẻ là ông cũng vui vẻ gì ông cũng vui vẻ hôm nay ông tới là ông vì vui ông đi với mấy người bạn là ông tới ông vui ông tới đây ông ăn hải sản ông tới đây ông hát karaoke nhậu thì chị Nguyệt cũng đi ra tiếp chú thưởng luôn và khi mà ra tiếp chú thưởng á thì chú thưởng vui vẻ vậy chị nguyệt mới hỏi thăm bộ chú với lại vợ chú tình hình sao rồi mà sau nay vui không thì chú thưởng mới nói thôi tôi suy nghĩ lại rồi tôi nghe kinh kệ nghe phật pháp thiết giảng đầu này kia đó thì tôi bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi kệ đi cái gì của mình là của mình còn cái gì mất rồi thôi bây giờ nếu mà bả mê cặp tình trẻ thì tôi để cho bả đi luôn bây giờ tôi cũng già hết sức quách rồi tôi thì giờ thiệt sự bả đòi hỏi cái nhu cầu đó cao tôi cũng không đáp ứng nổi chú thưởng cũng nói thiệt tôi là tôi đáp ứng không có nổi cái nhu cầu đó cho nên nếu mà bả đòi hỏi cao vậy thì bả muốn cặp tình trẻ gì bả làm gì bả làm miễn sao khuất mắt tôi tôi không biết thì thôi giờ tôi cũng phải sống theo cái kiểu vậy thôi tôi sống cho tôi chứ giờ tôi suy nghĩ cho bả hoài là là có ngày tôi cũng sức đai mẻ gọng tôi đi chầu ông bà sớm đúng không thì chú thưởng mới nói lại giờ tôi nhờ đó, là tôi lên mạng tôi nghe thiết dạ giảng này nọ đó rồi tôi cũng chiêm nghiệm, tôi cũng suy nghĩ lại thôi Mình đã sống hơn nửa cuộc đời rồi Mình sống như vậy cũng đã là thọ lắm rồi Mình phải trân trọng cái cuộc sống còn lại của mình Cái khoảng đời còn lại của mình Chứ bây giờ sáu mươi mấy tuổi mà còn ngồi đó Ngày nào cũng nhậu nhẹt rồi ghen bóng ghen gió Là có ngày á, nhậu hoài, có ngày sơ gan cũ chướng Là hôm đó là đi sớm luôn không Cho nên là chú Thưởng mới nói thôi Sau đó thì tôi chịu chấp nhận hai chữ buông bỏ rồi cô ơi nên là bây giờ tôi cũng vui vẻ lạc quan lại rồi hôm nay tôi đơi tới đây là ngủ mấy ông bạn tới đây chơi thôi chứ không phải là tới đây để cần tâm sự trúc bầu nói tâm sự như hồi trước không thì bây giờ chị Nguyệt chỉ mới vui Chỉ mới cụng ly với chú thưởng Kiểu như là chúc mừng chú Bởi vì là hôm nay chú đã Thoát ra được cái nỗi khổ trầm luân không Thì có ngờ đâu gì Anh ân ở đâu anh gọi điện thêm mấy người bạn anh nữa Anh mới rủ mấy người bạn anh nữa Vô trong nhà hàng ngồi ăn luôn Bây giờ anh ân anh ngồi cái bàn bên kia Ông thưởng thì ông ngồi bên đây với bạn của ông Bên bàn bên đây mà chị Nguyệt thì đang tiếp ông thưởng Mà anh ân thì đang ngồi mấy người bạn ở bên bàn bên kia Quý vị coi theo éo le không thì anh Ân là ảnh cố tình như vậy, ảnh cố tình như vậy để anh coi thử cái phản xạ chị Nguyệt á khi mà thấy á ảnh đang ngồi ở bên bàn bên kia thì chị Nguyệt sẽ ứng ứng phó như thế nào? thì ai ngờ đâu á anh Ân ảnh để ý anh thấy nãy giờ là chị Nguyệt vẫn cứ vui vẻ bình thường, vẫn cứ vui vẻ với lại ông thưởng ngồi kế bên hai người cười nói chuyện tiếu tích tiếu tích mà hai người cũng ly dồn phà phà và phà, phà luôn. Thì tại vì á, là anh ơn anh không có nghe được cuộc nói chuyện của hai người này Chỉ nhìn qua cái cử chỉ của hai người này thôi Thì anh ơn anh mới thấy trời ơi cái cặp đôi này Thì ra là quá trời quá đất Một ông già một con nhỏ trẻ mà hai người tằng tiệu tằng tiệu cấm sừng ảnh Mà bây giờ ảnh ngồi đây sờ 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 Mà hai người còn tiếu ta tiếu tích vui vẻ với nhau rồi hàng nguyên tâm sự rồi cũng ly kịch kịch không thì ảnh lúc này là ảnh nổi cái máu sân lên rồi mà bây giờ ảnh bên đây bên bạn bên đây ảnh ngồi với mấy người bạn anh á mấy bạn cũ của anh á ảnh cũng nhậu luôn hôm nay ảnh buồn anh cũng nhậu luôn thì à, anh mới ngồi đó anh coi thử coi tiếp tục là phản xạ của hai người này sẽ làm cái gì tiếp tục phải không? Coi thử hai người này có tiếp tục là đi đánh lẻ không? Thì y như rằng quý vị, tự nhiên chị Nguyệt chỉ đứng dậy, chỉ đi với chú thưởng hai người đi ra ngoài. Thì anh ân á ảnh cũng bám 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 đuôi nhưng mà không để cho chị Nguyệt biết ảnh bám đuôi theo. Thì anh thấy hai người này leo lên xe hơi của chú ông thưởng này nè, chị chị Nguyệt leo lên xe hơi của ông thưởng còn anh ân á ảnh lúc đó anh cũng leo lên xe hơi của anh để làm chi để ảnh núp ở trong xe hơi của anh để anh coi thử hai người này đi đâu là anh định là lái nói đuôi theo coi hai người này có đi khách sạn không mà sao tự nhiên anh lên anh ngồi trên cái vô lăng của anh rồi mà anh chờ hoài anh không thấy cái xe ông thưởng đi anh thấy chị nguyệt leo lên xe ngồi xe của hai người lên xe hơi của ông thưởng rồi mà sao lâu quá hai người này không nổ máy xe đi thấy không thì anh ân anh ngồi trên xe của ảnh mà anh cứ chờ 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 anh thấy lâu rồi 15 phút cũng chưa thấy hai người này đi thì lúc này ảnh nghĩ trong đầu nha cái trong đầu mà anh ân lúc này ảnh nghĩ á có lẽ là hai người này đang làm cái chuyện gì đó tầm bậy ở trong xe rồi bảo đảm cho nên á là lúc này anh ân anh mới bắt đầu á là thủ sẵn ở trong xe hơi á thì thường là mấy người mà mình lái xe hơi mà xe hơi riêng của mình á mình hay thủ sẵn giống như có một cái cây mình để trong đó một cái khúc cây khúc gỗ gì đó thí dụ như lỡ mà có cái chuyện gì mình lại lái xe trên đường á mà gặp du côn hay là gặp này kia mình cũng có đồ mình thủ không thì anh lúc này anh mới mở cái cốp xe sau anh mới lấy cái cây đó ra quý vị cái cây gỗ kìa thì ảnh à, mới cầm cái cây đó ảnh đi tới ngay chỗ cái xe hơi của chú thưởng này ảnh đang nổi cái máu điên lên mà ảnh mới cầm cái cây gậy đó ảnh đập vô trong ngay chỗ cái cửa kiến xe hơi luôn ảnh đập vô ngay chỗ cái cửa kiến xe hơi mà ngay chỗ ghế lái luôn ảnh đập một cái chọn một cái quý gì thì nó 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 bể dụng cái cửa kiến xuống thì lúc này ông thưởng ông ở trong ông xanh mài xanh mặt mà, ông không biết chuyện gì quý vị ông nói ủa cậu là ai mà sao tự nhiên cậu đập cửa kiến tôi không đập cửa kiến tôi cậu là ai thì lúc này chị nguyệt chỉ thấy cái gì chỉ lật đật mở cửa xe xuống chị mới cản anh anh ân lại Chỉ cản anh ân lại chị mới cản lại chỉ nói anh làm cái gì kỳ vậy kiểu dạng vậy chị chửi anh không anh làm cái gì kỳ vậy thì anh ân bây giờ là anh đâu có biết cái chuyện là hai người này chưa có gì đâu anh cứ tưởng hai người này đã có gì rồi cho nên lúc này cái máu của anh nó đang nổi sân lên mấy không bây giờ chị nguyệt nói anh cũng sân cái anh mới cầm cái cây đó anh tiếp tục anh đập bên cái cửa kiến ở dưới nữa cửa kiến uh, ghế, ghế phía sau nữa ghế, ghế ngồi phía sau nữa rồi ổng đập thêm cái nữa thì lúc này á là chú thưởng mới sợ quá Sợ trời đất ơi bây giờ mình mới vừa suy nghĩ lạc quan Vợ mình mới đi cắm sừng Mình mới suy nghĩ lạc quan đây Bây giờ thằng gặp cái thằng này xong Bây giờ mình muốn suy nghĩ bi quan lại không Chú Thưởng mới móc điện thoại ra Lật đật định gọi cho gì 911 Thì chị Nguyệt chỉ mới năn nỉ chỉ cản cái gì chỉ nói là cái này là bạn trai của con Chú làm ơn đừng có gọi Lỡ mà có gì bạn trai con lại lại bị tội này tội kia tội nghiệp ảnh thấy không Chẳng qua là ảnh thương con quá Và ảnh ghen, ghen tuông thôi thì lúc này quý vị chú thưởng nghe như vậy mới chưng hửng trời đất ơi thì ra con nhỏ này nó có bồ mà từ bữa tới giờ nó đâu có kể với mình nó nói là nó có đời chồng rồi này kia thôi chứ nó đâu nói nó có bồ bên đây xong rồi thì chú thưởng lúc này mới mở cửa xe đi xuống gặp giác mặt với anh đơn quý vị bây giờ 65 mà gặp 35 nè đó bây giờ hai hai dây non gặp dây cụ nè thì chú thưởng mới xuống mới nói với lại anh đơn nè cậu á cậu làm gì cậu chưa biết ngọn ngành đầu đuôi cậu làm gì mà cậu đập đập cửa xe tôi thì lúc này anh Ân mới cầm cái cây dùi cui nó mới chỉ thẳng vô mặt của cái uh, chú thưởng này nói uh, uh, Vậy chứ tại sao chú già rồi mà chú còn hâm quá vậy chú uh, Tới đây chú đi kiếm gái mới hết chuyện tôi lại đi kiếm bồ tôi thấy không Bây giờ một, một, một mình em nguyệt thôi mà bây giờ sàng sàng 35 với 65 này dành thấy không Thì uh, chú thưởng mới nói Tôi có dành đâu, tôi đâu có dành đâu tại Phải chi mà tôi ăn được nguyệt á Thì chú chú lại đây chú đánh tôi Chú nói này nói kia tôi thì được Đằng này tôi chưa có chấm mút gì hết trơn Tôi rủ em đi ăn cháu lưỡi Mà cuối cùng có ăn cháu lưỡi đâu Vô ông đó ngồi tâm sự không Vô ông đó tôi với em ngồi tâm sự Bà đằng này tôi còn móc hết tiền túi ra Tôi có nhiêu tôi vét hết tôi cho Tôi tốt bụng cỡ đó thôi mà giờ còn lại đập cửa xe tôi nữa Thì bây giờ chú Thưởng mới nói là Tại sao mà tôi chưa có làm ăn gì Em nguyệt hết thà là tôi đã chấm mút Tôi đã ăn rồi thì anh lại đây anh anh đánh tôi anh nói này nói kêu tôi tôi chấp nhận đằng này á tôi tức ở cái chỗ là tôi chưa có chấm mút gì tôi chưa có sờ mó gì tôi cũng chưa có ăn được gì em nguyệt hết mà bây giờ anh lại đây á anh làm bể hai cái cửa kiến xe của tôi rồi anh lại đây anh cầm cái dùi cui anh chỉ vô mặt tôi anh chửi mà gia dế của anh là đáng tuổi con tuổi cháu của tôi phải không quý vị có khổ tâm chưa bởi vậy lúc này mới thấy tội nghiệp cho chú thưởng quý vị tội nghiệp chú thưởng ở nhà bà vợ thì đi về việt nam đi kiếm trai trẻ rồi để ổng bơ dơ bên đây ổng buồn thì ổng mới đi vô trong đây ổng mới gặp được em nguyệt này nhưng mà ai ngờ đâu chưa chưa có chấm mút gì mà cũng không có làm ăn được gì luôn mà ngược lại còn phải chi tiền đậm nữa mà bây giờ cuối cùng á lại còn bị bồ của nó lại đập bể hai chuyến xe thành ra hỏi sao chú thưởng không xui cái này gọi là năm tâm tay của chú thưởng chắc luôn thì uh, coi như quý vị là sau khi mọi chuyện nó vỡ lẽ thì lúc này anh ân mới biết ra thì ra hai người chưa có chấm múc nhưng mà dĩ nhiên là cái đó là chỉ nghe qua lời chú thưởng nói thôi nhưng một người đàn ông một khi mà đã thấy người, người con gái của mình bước vô khách sạn rồi bây giờ dù là em có nói dù là cái người đó có nói thì bây giờ mình cũng đã mất lòng tin nữa quý vị cho nên là cuối cùng là anh ân cũng đường ai nấy đi với lại chị nguyệt kể từ đây ân với nguyệt là ân đoạn nghĩa tiệc à, quý vị thấy nghe tên hay không Ân với Nguyệt là ân đoạn nghĩa tuyệt Sao mà cái tên nó dần như vậy quý vị Chắc là con nhỏ nêu 10 này nó bài ra cái trò này chứ không ai à, quý vị chưa Còn về phần chú Thưởng thì từ đó trở về sau Chú Thưởng cũng không bao giờ dám lai like, giảng lại cái quán karaoke trúc bầu tâm sự này nữa quý vị Thì chị Nguyệt á bây giờ chỉ đau lòng lắm quý vị Chỉ đau lòng ở cái chỗ là cái gì là tại sao á mà bây giờ tôi gom ghém được tiền rồi tôi muốn đưa cho anh để anh đưa cho ba má anh á xây nhà mua nhà ở bên việt nam dưỡng già mà anh không thương tôi mà bây giờ anh không nhận lấy cái đồng tiền của tôi mà anh lại còn bỏ tôi đi nhá không thì chị nguyệt chỉ nhiên Dĩ nhiên là bây giờ là chỉ hờn mát chỉ giận quý vị tại sao đàn ông đối chỉ tệ bạc nhưng mà thiết nghĩ theo như khía cạnh thì quý vị thấy làm sao anh ơn anh đâu có sai mà nói thẳng là vậy tại vì thứ nhất anh không sai là cái gì thứ nhất á là anh chưa bao giờ mở miệng ra kêu chỉ là phải cho anh mượn tiền hay là kêu chỉ giúp ảnh ảnh chưa bao giờ kêu đúng không đó là cái thứ nhất cái thứ hai á đó là cái chuyện mà chỉ đi làm với hình thức tự nguyện này nè nha chỉ thương người mình yêu chỉ tự nguyện chỉ làm nhưng mà chỉ không có không có nói tại vì chỉ không dám nói cho nên chỉ không có nói chỉ âm thầm chỉ làm thì ai mà biết rồi cộng thêm cái thứ ba nữa là cho như là anh ân ảnh biết được là chỉ vì thương ảnh chỉ chấp nhận là quay trở về đường cũ là đi tiếp khách đi nhưng có người đàn ông nào chấp nhận được cái chuyện mà người mình yêu vì cái chuyện giúp mình mà phải đi đi bán thân cho người đàn ông khác có người đàn ông nào chịu vậy không quý vị nếu như mà anh đơn anh chịu là ảnh là người đàn ông tồi mình nói thẳng là vậy đúng không quý vị tại vì đàn ông mà nếu mà người ta thương cái người phụ nữ thiệt người ta chỉ muốn là người đó là của mình thôi người ta đâu có muốn vợ mình đi bán thân cho ai đúng không đằng này ở đời nay á mà nếu như mà anh đơn anh chấp nhận mà để cho chị nguyệt á đi đi làm những cái chuyện đó để mà có tiền đưa cho anh xài có tiền đưa cho ảnh để đưa ba má mua nhà xây nhà thì thiệt sự á, là ảnh đã thành bám váy đàn bà là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là thành ảnh là đàn ông tồi sở khanh rồi đúng không cho nên là cái chuyện này nếu mà trách anh nâng là mình thấy không có được không trách ảnh được đó là cái thứ ba còn cái yếu tố thứ tư bây giờ cho như á, là giữa chị nguyệt với chú thưởng là hai người chưa có chấm mút gì với nhau nhưng mà chị nguyệt với bảy người đàn ông trước đó mỗi người một ngày một ngày một ngày 10 giờ tối tới 11 giờ là cái đó là thật thụ hình ảnh nó có hết thì bây giờ cho như là không ghen giữa chị nguyệt với chú thưởng đi thì cũng sẽ không thể nào sống với một người mà mình đã phát hiện ra được là từ ngày người ta chính thức là người yêu của mình rồi người ta vẫn tiếp tục đi cặp với những người khác để mà ăn nằm thì không ai chấp nhận được quý vị thà rằng quá khứ của em như vậy tôi có thể đến với em khi mà tôi biết quá khứ của em như vậy tôi chấp nhận tôi bỏ quá khứ của em tôi tôi làm lại với em tôi làm lại trang mới với em nhưng mà kể từ bây giờ tôi với em trang mới rồi thì em sẽ không có không có thể nào vấy bẩn những cái trang mới này mà em phải làm trang này nó sạch rồi nha nhưng mà bây giờ em đã làm cái trang này nó dơ rồi thì bây giờ đâu có thể mà 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 tiếp tục mà ở với em được nữa cho nên cái chuyện á mà anh ân ảnh bỏ vậy là cũng đúng thôi vậy nói thẳng là như vậy đau lòng thì chịu tại cái tánh mình hơi thẳng quá vậy à, anh ân ảnh ảnh uh, chia tay là vậy tại vì thứ nhất là không có lòng tin một khi không có lòng tin bây giờ có đến với nhau bây giờ có thương có cảm động có cảm thấy là tội nghiệp đáng thương có cảm thấy mắc nợ ân tình có đến với nhau đi rồi sớm muộn cuộc hôn nhân nó cũng chia tay tại vì đã mất lòng tin mà bây giờ vợ chồng sống với nhau là dựa trên cái lòng tin dựa trên cái lòng tin và cái sự tôn trọng mà bây giờ nó không có sự tôn trọng mà cũng không có lòng tin sao sống nhau được đúng không quý vị không lẽ sống nhau chỉ vì phim ngôn tình trời ơi không lẽ ngày nào cũng anh yêu em mà ai lớp du model ai trên c không lẽ sống nhau qua ngày bằng những cái câu câu từ ngôn tình hả mình sống nhau vợ chồng nó dựa trên nhiều yếu tố đâu phải chỉ có một lời một hai lời môi miếng mỗi ngày đúng không thành ra nếu mà bây giờ á, tình yêu mà nó dựa trên hai cái gò bền chắc nhất gọi là đổ móng á, cái vàng móng của tình yêu á, đó là dựa trên lòng tin và sự tôn trọng cho nhau mà bây giờ đôi bên nó làm vậy rồi làm sao mà ở với nhau được đúng không vậy cái nền móng nó không vững thì bây giờ cái nhà có xây lên cho cho nó bề thế cỡ nào chăng nữa bây giờ có yêu nhau 5 năm 10 năm nếu cái nền móng nó không chắc thì có ngày nó cũng sập thôi thì thưa quý vị là đến đây thì cái video hôm nay xin được phép phép lại cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp